vị, lời nói đầu tiên, Thảo xin được mạn phép thay lời tất cả những ekip thực hiện chương trình đến từ cà phê Sài Gòn Phố, mạn phép gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Vì một ca khúc rất là quen thuộc dành cho quý vị ngày hôm nay, thay lời cảm ơn tất cả quý vị và cũng để khởi động chương trình, mời quý vị đến với tình khúc Hoang Mang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này ạ. Thank you.
về được nhiều ạ?